Rồi, ok, xin chào các bạn ha. Hôm nay thì mình đang mang tới cho anh em là một cái mẫu sản phẩm tai nghe giá rẻ mới từ Google với cái tên là Google Phantom Essential Pink, một cái tên rất là dài. Và bản thân cái sản phẩm này nó cũng sẽ được trang bị một cái màu khá là dễ thương và mình nghĩ có sẽ có rất nhiều anh em yêu thích cái màu này. Rồi, ok, dẫn một xíu vậy thôi ha. Thì hôm nay trong cái video này mình sẽ trên tay nhanh cái chiếc tai nghe này và chia sẻ những cái trải nghiệm cá nhân sử dụng của mình với chiếc tai nghe này trong vài ngày vừa qua nhé. Thường thì từ trước đến nay những dòng sản phẩm gaming gear của Google mình đã sử dụng ấy là mình đã quá quen với việc hãng họ phối hai màu là màu đen với màu cam, nhìn nó rất là ngầu, rất là đẹp, rất là âm tính các thứ. Tuy nhiên thì với Google Phantom Essential Pink, đây là một phiên bản đặc biệt, vì vậy nên sản phẩm này cũng được trang bị một cái màu rất là đặc biệt mà mình hay gọi vui đây là màu Blackpink ấy đó. Thì về cảm quan cá nhân của mình, thực sự ra thời gian đầu mình cầm chiếc tai nghe này mình dùng ấy, mình không có thực sự thích cái màu này cho lắm. Bởi vì trước giờ mình đã quá quen với việc là Google là đồ đen cam, nhìn rất là hố. Và mặt khác là cái dòng sản phẩm Google Phantom này mình cũng đã từng dùng qua cái phiên bản màu đen của nó, mình thích cái màu đen đó hơn rất nhiều. Tuy nhiên quay trở lại câu chuyện chính thì anh em thường khi mà các bạn nhìn thấy một cái thiết bị gaming gear màu hồng, ví dụ như là chuột nè, ví dụ như phím, ví dụ như tai nghe, thì các bạn dễ dàng liên tưởng ra được cái hình ảnh là một cái góc kiểu góc máy full gaming gear màu hồng, từ tai nghe, chuột, bàn phím, rồi cả lót chuột nữa, vân vân và vân vân. Và trong đó là sẽ có một kiểu bạn nữ dễ thương, kawaii các thứ ngồi stream. Đó, thì đó là câu chuyện như vậy. Với cá nhân của mình thì mình chưa thực sự thích màu này. Tuy nhiên thì có bạn nữ nào đang xem video này, các bạn hãy confirm giúp mình phía bên dưới là các bạn có thích cái màu của chiếc tai nghe này hay không, các bạn hãy cho mình biết với nhá. Rồi, quay trở lại câu chuyện chính ấy, thì cái ngoại hình của chiếc tai nghe này có thể là mình chưa thực sự thích cái màu này cho lắm. Tuy nhiên thì khi anh em đeo vào, thì thực sự ra khi anh em đeo tai nghe vào, anh em gần như cũng chẳng thấy được cái phần họa tiết này đâu. Vì vậy nên là nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều, mà các bạn nên chú ý tới cái cảm giác đeo. Thì với Google Phantom Essential có một điểm mà mình thấy họ làm khá hay, đó là cái phần mút đệm ở trên vật headband này làm khá là mỏng. Tuy nhiên thì khi mà mình đeo lên đầu ấy, cảm giác kiểu mình cũng không biết là bởi vì tại sao, nhưng mà mặc dù nó rất là mỏng nhưng mà nó rất là mềm, mình đeo lên nó kiểu thoải mái đầu, nó không kiểu bị kích đầu, không bị cứng. Cảm giác mình rất là thích đeo. Và mặt khác cái phần củ tai hai bên này, phần mút đệm tai cũng được làm rất là to và dày dặn, mềm mại, êm ái. Mình có thể đeo trong khoảng thời gian dài mà không cảm thấy khó chịu. Và cả kể cái việc mà các bạn có thể lắc đầu qua lắc đầu lại như vậy, nó cũng không bị rơi tai nghe xuống. Đó là điểm mà mình rất thích. Tuy nhiên thì cái phần củ tai này mình cũng muốn lưu ý với anh em một chút. Đó là cái phần củ tai này, cảm nhận cá nhân của mình là mình thấy nó hơi nóng và bí nha. Ở đây mình đang dùng phòng điều hòa thì mình thấy còn ok. Nhưng mình nghĩ nếu anh em nào kiểu sinh viên, mình hay kiểu phòng trọ nó hơi nóng một chút ấy, thì anh em sử dụng chiếc tai nghe này đeo lâu thì mình sẽ hơi cảm thấy khó chịu đó. Tuy nhiên thì có một điểm mà mình chưa thực sự cảm thấy hài lòng lắm trên sản phẩm Google Phantom Essential này, đó là cái phần khớp củ tai. Bởi vì với một cái sản phẩm tai nghe mà nó có phần củ tai to như thế này, nhưng cái khớp củ tai này không có được trang bị phần khớp xoay như một số mẫu tai nghe khác như kiểu Astro chẳng hạn. Đó thì mình khi mà anh em đeo như thế này nè, đó mình không có thể nào xoay được, và các bạn quay qua quay lại vậy, cảm giác nó sẽ khá là kích vào cổ, đặc biệt là những bạn có nọng bự như mình. Khá là buồn đúng không anh em? Đó. Rồi thì đây là một cái điểm mà mình chưa thực sự hài lòng lắm. Tuy nhiên phần còn lại về cảm giác đeo mình cảm thấy cực kỳ là ok. Rất là thích cái chất liệu này, mặc dù là nó hơi nóng, mình dùng phòng điều hòa, ok, mềm là được, thích là được. Và cũng màu hường nữa, anh em nào mà mình thích màu hường ấy thì có thể xúc con này về dùng. Thường thường anh em thấy những cái chiếc tai nghe mà nó có thể mở rộng, nới rộng phần headband ra ấy, thì thông thường là nó sẽ có một cái đoạn thép nó mỏng mỏng ở trong phần headband này và mình có thể kéo ra kéo vào nới ở đây đúng không? Tuy nhiên thì với Google Phantom Essential thì nó sử dụng một cơ chế nới hoàn toàn khác. Vì vậy nên là một số anh em team quay khi mà lần đầu mà lúc nãy quay ấy có hỏi mình là ủa Huy sao con này không nới ra được hả? Thì thực sự ra là nó có nới được, nhưng mà cái cơ chế của nó sẽ rất là khác. Đây nè, anh em nhìn thấy, nó sẽ nới ngay chỗ này, nè kéo lên kéo xuống nè. Đó. Đó. Và cũng nói thêm về cái phần cơ chế chỗ này ấy, thì nó không phải là khớp ren xoay, nó cũng không phải là khớp có chốt gì cả, mà chỉ đơn giản nó giữ lại bằng cái lực ma sát ì, tức là hai cái miếng đó nó cạ vào nhau, nó giữ lại. Vậy nên nếu như anh em nào mà mình sử dụng chiếc tai nghe này mà mình hay nới, mình kéo lên kéo xuống nhiều ấy, thì mình nghĩ sau khoảng thời gian anh em sử dụng chắc chắn là nó sẽ bị lờn và nó bị trơn trượt cái phần này ra. Lúc đó thì dùng nó sẽ hơi khó chịu một chút. Một cái thông tin thêm về chiếc tai nghe Google Phantom Essential này ấy, đó là việc đây là một chiếc tai nghe nó sử dụng nguồn là từ jack 3.5mm. Và với những chiếc tai nghe khác trước đây mà mình dùng, nó dùng jack 3.5 ấy, thì đều là từ tai nghe xuất ra là dây 2 trong 1. Sau đó là trong hộp sẽ có cổng chia từ 1 ra mic lẻ và tai nghe lẻ. Trong khi đó thì với Google Phantom Essential nó lại làm ngược lại,
dây từ tai nghe ra nó lại là sẵn là mic lẻ và tai nghe lẻ luôn, anh em thấy ở đây. Và trong hộp thì người ta lại trang bị thêm là một sợi dây gộp từ mic lẻ tai nghe lẻ vào thành dây 2 trong 1, khá là ngược so với những chiếc tai nghe trước đây mà mình đã từng dùng. Đây là một cái điểm mình thấy khá hay, tại vì bây giờ mình đang dùng PC và một số mẫu laptop ấy, thì nếu mà mình dùng jack 3.5 mình đều thấy là nó dùng jack mic lẻ và tai nghe lẻ, chứ hiếm mẫu máy nào mà nó có jack 2 trong 1 lắm. Vì vậy nên cái thiết kế này nó sẽ giúp cho mình rất là tiện lợi trong quá trình mà mình sử dụng, đỡ cái việc là mình phải sử dụng thêm một cái sợi dây chia ra, nó khá là phiền phức, rối rắm. Và cũng chính trên cái phần dây dẫn này, các bạn cũng sẽ dễ dàng tìm thấy vị trí đặt con lăn để có thể điều chỉnh âm lượng, cũng như là một cái phím gạt để anh em có thể tắt mở mic nhanh trong quá trình mà mình dùng nếu mà cần thiết. Và cuối cùng là về vấn đề chất âm, thì với Cougar Phantom Essential, nó sẽ đúng với cái tên Essential của nó, tức là nó sẽ phục vụ vừa đủ cho những nhu cầu tối giản nhất của bạn. Cái phần chất âm trên chiếc tai nghe này mình sẽ đánh giá nó ở mức vừa đủ ổn. Và Cougar Phantom Essential nó cũng sẽ gặp một cái đặc điểm chung của những dòng tai nghe giá rẻ, đó là việc nó sẽ khá là thiếu về các âm, mà đặc biệt là âm bass. Khi mà mình so các giải âm ấy, đặc biệt mình là người thích nghe những dòng nhạc kiểu EDM, nhạc giật, nhạc kiểu đánh rầm 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 các thứ ấy, thì mình có lẽ chưa phù hợp với chiếc tai nghe này. Mà chiếc tai nghe này nó sẽ đáp ứng tốt hơn dành cho các bạn có nhu cầu nghe những dòng nhạc vocal, nghe những dòng nhạc mà nó thiên về kiểu giọng ca sĩ hơn ấy. Điều này nó cũng sẽ rất là có ích trong trường hợp nếu mà anh em kiểu chơi game, anh em kiểu muốn liên lạc với bạn bè, muốn call team tốt ấy, thì chiếc tai nghe này nó cũng sẽ đáp ứng cho cái nhu cầu đó rất là ổn. Tuy nhiên, nếu xét về tổng quan lại thì chất lượng âm thanh chưa thực sự là một điểm thực sự mạnh trên chiếc tai nghe này. Ok, thì hiện tại các bạn đang nghe thấy giọng của mình thông qua chiếc mic trên tai nghe Cougar Phantom Essential Pink. Vậy thì anh em thấy sao về cái chất lượng của chiếc micro này? Và đây nó cũng sẽ chính là cái phần âm thanh mà đồng đội chơi game chung của anh em sẽ nghe thấy khi mà các bạn chơi game, côn tím là thoải mái. Rồi, nghe như vậy chắc là được test rồi đúng không? Quay trở lại phần nội dung chính nhé. Ok, vậy là vừa rồi thì mình đã giới thiệu tới cho anh em mẫu tai nghe Cougar Phantom Essential Pink, một mẫu tai nghe giá rẻ mới tới từ Cougar và sở hữu một cái màu sắc rất là cute như thế này. Vậy thì anh em thấy sao? Anh em có thích chiếc tai nghe này không? Thì hãy để lại phía bên dưới. Ngoài ra thì đường link mua hàng của sản phẩm này mình cũng sẽ để trong phần mô tả. Còn bây giờ, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau nhé. Bye bye.